Hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn xem thành quả của mình trồng bí sau 2 tuần thì nó sẽ như thế nào các bạn nhá. Đây là một gốc bí nó đã lên rồi các bạn này. Và đây không phải là 2 tuần nó được như thế này đâu, mà cái này là một gốc mà mình đã trồng trước đó rồi. Và bây giờ là mình đã trang bị một sợi dây như thế này để cho nó leo lên rồi. Các bạn thấy mình làm dàn nó có thông minh không? Có ok không? Và đây chính là 10 kết quả của mình sau 2 tuần thì thành phẩm của nó phát triển như thế này các bạn này. Và bên này là một gốc nữa này. Đấy, đây là sau 2 tuần thì nó được phát triển như thế này các bạn nhá. Bây giờ mình mới là bật cam sau để mình review lại cho các bạn xem tổng thể khu mình trồng ở đây. Đây chẳng qua là một góc nhà của mình thôi. Và mình đã làm dàn ở trên này. Trên này có hệ thống mình làm để tưới nước. Còn mình sẽ cho bí nó leo lên theo cái sợi dây này và vượt qua lên trên này là nó sẽ bắt đầu nó sinh trưởng và phát triển. Còn bây giờ thì nó mới lên từng này thôi các bạn này. Đây là dây cũ. Hôm trước là mình trồng trước một bụi ở đây. Và mình sẽ làm cho nó leo theo một sợi dây như thế này lên. Và mình đã trồng nhiều loại bí ở đây lắm rồi các bạn, bao gồm bí đỏ này, rồi là bí đỏ kiểu quả dài. Đây là bí đỏ quả dài này các bạn này, xem hình ảnh của nó, bao của nó lâu ngày thì nó mở hết rồi. Còn bí đỏ quả tròn đấy, rồi là bí thiên nga. Ở đây cây của nó giống như là con thiên nga này. Đây này, quả của nó giống như con thiên nga thì nó đến được mấy gốc ở đây. Và trên này còn bí đao nữa cơ. Bí đao nó còn kén đất, nó còn héo lên nữa các bạn này. Và bí đao thì nó lên chậm lắm, nó lên kém. Và hôm trước còn bị ốc sên nó ăn mất mấy gốc ở đây này. Mình phải bù vào thêm mấy gốc thì nó đang còn còi cọt ở đây. Ở đây mình trồng ở đây là khu ngoài này là vườn này, thì có ốc sên. Vào buổi tối mình chủ quan mình không kiểm tra thì nó ra nó ăn hết mất mấy gốc. Và mình phải bù thêm mấy gốc khác mình trồng vào đây. Ngoài ra còn có bí hồ lô nữa. Bí hồ lô giống như là cái hũ rượu này các bạn này. Đây mình trồng ở đây. Đây là cây của nó đấy. Hôm sau mình sẽ quay review cho các bạn xem trái của nó sẽ như thế nào. Và mấy cây ở đây nó còn bị chết nữa. Mình nó còn ươm hạt này. Đây, hạt của nó mình ươm thì nó bắt đầu nó nảy mầm lên. Đây này bí đỏ. Mình ươm thêm bí đỏ các bạn. Bí đỏ quả tròn. Đấy, review cho cả nhà xem tổng quan sau khi 2 tuần thì mình trồng nó sẽ sinh trưởng và phát triển như thế nào. Hôm sau nó phát triển nó tốt thì mình sẽ quay video review cho các bạn xem tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn một số nội dung video sau nhé.